Hai mọi người, hôm nay Hổ Ca lên cũng lâu rồi Hổ Ca không có chia sẻ cái gì hết. Thì hôm nay Hổ Ca lên sẽ chia sẻ một cái điệu mà bây giờ là Hổ Ca thấy rằng là giới trẻ, nói chung là đa số là giới trẻ bây giờ là rất là thích, đó là nhạc remix. Remix đây là cái chữ remix đó là phối lại thôi, phối lại cho mới hơn và sôi động hơn cái bài hát gốc. Thì hôm nay là Hổ Ca sẽ chia sẻ thôi, thật ra chia sẻ thôi chứ cũng không dám nói rằng là mình hướng dẫn gì cả. Thì cái nhạc remix là cái nhạc đó, nó dựa trên cái bản gốc mà nó chơi thôi, tùy thôi. Bây giờ cái trẻ hỏi thì nó có một bài giống như bài hôm nay là Hổ Ca sẽ chia sẻ về đàn và trống luôn. Nói chung là hôm nay ngoại lệ. Ngoại lệ đây đó có nghĩa là thường đó là bây giờ là trống cây dông là hay là đi một cặp với lại đàn guitar, chế đâu cũng vậy chứ. Và các ban nhạc trẻ bây giờ cũng vậy, hay là vừa guitar vừa cây dông ha. Thì hôm nay thầy Hổ Ca sẽ chia sẻ một cái nhạc gọi là dòng nhạc điệu điệu remix thôi, dòng nhạc remix Hổ Ca cũng rõ này nữa. Nói chung remix là bản phối lại ha, cho mới hơn, bài nhạc nó sôi động hơn, nó mới mẻ hơn ha. Thì nó sẽ có cách đánh gì nè, tất nhiên là remix đó nó có nhiều cái đánh lắm. Là thường là mình sẽ bắt gặp cái dòng cái những nhạc remix này là ở những cái búp nè, lao nè, hoặc có thể là vũ trường, hoặc là những cái quán cà phê, hoặc là những cái pub mà nhạc sôi động đó, thì họ thường hay chơi mấy nhạc remix phối lại để cho nó mới hơn. Như nè. Lúc mà mình giơ lên cái cuối gần cuối á, có nghĩa là mình giơ gió rồi mình lại xuống, giống như là cái một cái nốt trắng vậy đó, mình nghỉ vậy đó nè. Nghỉ ở cái lúc mà quẹt lên là rồi mình lại xuống. Cái điểm nhấn của nó là vậy nè. Bài giống như là Cơn Mơ Băng Giá mà bây giờ là mọi người hay remix, bây giờ đang hot trend luôn á, là remix lại cái bài đó. Dù là cơn mưa băng giá, dù là cái điệu của nó là như vậy. Thấy không? Bây giờ á cái này á thì đàn thì Hổ Ca với chia sẻ với mọi người á, cái cách đánh như vậy. Nó có rất nhiều cái đánh nhưng mà Hổ Ca sẽ đánh cái cách này là nó thông dụng nhất. Chứ mình chập xuống là rồi mình bịch dây luôn. Nó quẹt á là chậm luôn. Còn trống á, bây giờ Hổ Ca sẽ đánh trống ha. Đánh trống nó như thế nào nha. Nè, cái cách đánh trống á là như vậy nè.
nếu mà mọi người á, mà mới chơi trống cây dông á, thì mình nên tập hai tay, có nghĩa là mình đánh đây nè, ở đây là chép nè, ở đây là bát nè. Có nhiều người một tay vậy á, nó sẽ chậm đi và nó không linh hoạt, còn bây giờ mình chơi hai tay mình cứ tập đây nè. Điệu nhau vậy đó. Còn cái điệu mà remix này nó sẽ là bùm chắc bùm 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 chắc 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 bùm chắc bùm 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 chắc. Ok ha. Bây giờ mình sẽ vô nhạc ha. Ok. Trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đó. Thì hôm nay Hổ Ca là chia sẻ gì đó, cái vừa là đàn guitar và vừa là trống luôn, để cho mọi người á đánh được một cái bài nhạc remix mà rất là dễ dàng, đúng không? Đúng mọi người. Không? Nên là chúc mọi người thành công ha, vừa là đánh đàn được và vừa là đánh trống cây dông được.